Đến hay lại lên, chào mừng anh em đam mê lịch sử đến với Hồi ức Thời Chiến, kênh chuyên kể về những câu chuyện lịch sử, anh em xem là thích, click là nghiền. Anh em thân mến, ngày nay các thành phần phản động thường hay bảo rằng Hồ Chí Minh là một nhân vật cực kỳ bí ẩn, có gốc gác Trung Quốc và được dựng lên nhằm phục vụ cho mục đích mị dân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những kẻ này xuyên tạc rằng Bác Hồ thường xuyên sử dụng hàng trăm cái tên giả khác nhau là để che giấu thân phận thực sự là một gián điệp của Trung Quốc. Và thậm chí ngày Bác mất cũng không ai biết chính xác là ngày nào, bởi chính quyền Hà Nội cũng bất nhất về việc công bố thông tin này. Quả thực đã từng có lần Bộ Chính trị sửa thông báo về ngày mất của Bác từ ngày 2 tháng 9 thành 3 tháng 9, sau đó vài chục năm thì lại sửa lại thành 2 tháng 9. Vậy lý do thực sự đằng sau việc này là gì? Vì sao ngày mất của Bác lại phải công bố khác đi? Anh em hãy cùng tôi đi tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay nhé. Theo đó, những ngày tháng 5 năm 1967, khi Bác sang Trung Quốc để chữa bệnh, Bộ Chính trị đã quyết định làm cho Bác ngôi nhà nhỏ, nhà 67 phía sau nhà sàn, với mục đích để đảm bảo an toàn cho Bác trong những năm máy bay giặc Mỹ bắn phá Hà Nội. Nhà làm xong, Bác không nhận sử dụng riêng cho mình. Người nói, khi nào có nhiều đồng chí phụ trách đến làm việc với Bác thì họp ở nhà ấy cho chắc chắn. Còn lúc ở một mình, Bác cứ ở nhà sàn gỗ này thôi. Các chú lo cho Bác cũng phải lo cho dân ấy. Dân chịu được thế nào, Bác chịu được như vậy. Kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1967, ngày Bác đi Trung Quốc về, tuần một lần Bộ Chính trị đến họp ở đây để quyết định những quyết sách lớn của Đảng, Nhà nước. Vào thời gian sau, ngày 12 tháng 8 năm 1969, Bộ Chính trị tổ chức họp bàn về việc chuẩn bị tổ chức 4 ngày lễ lớn trong năm 1970. Cuộc họp vắng Bác vì lúc đó Bác đang mệt nặng. Một hôm có một ủy viên Bộ Chính trị vào thăm và báo cáo lại với Bác quyết định của Bộ Chính trị vừa rồi. Nằm trên giường bệnh, nghe nói về những kỷ niệm sắp tới, Bác rất vui. Nhưng khi nghe nói tới việc tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày sinh của người, Bác liền bảo, các chú nên bàn cho kỹ, còn ý kiến của Bác chỉ đồng ý 3/4 nghị quyết. Bác không đồng ý đưa ngày 19 tháng 5 là ngày kỷ niệm lớn trong năm 1970. Còn nghị quyết kỷ niệm 40 năm thành lập Đảng, 100 năm ngày sinh Lenin, 25 năm ngày thành lập nước thì các chú nên có sớm để tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Hiện nay các cháu học sinh đã sắp bước vào năm học mới. Giấy mực, tiền bạc dùng để tuyên truyền về ngày sinh của Bác thì các chú nên dành để in sách giáo khoa và mua dụng cụ học tập cho các cháu, khỏi lãng phí. 16 giờ ngày 12 tháng 8 năm 1969, Bác gặp ông Lê Đức Thọ tại nhà nghỉ Hồ Tây, nghe báo cáo tình hình hội nghị Paris. Đêm hôm đó, Bác lên cơn sốt và ho. Rồi những ngày sau đó, Bác ho nhiều hơn, sốt nặng hơn. Nhưng Bác vẫn lên xuống nhà sàn làm việc. Theo đề nghị của bác sĩ, ngày 18 tháng 8 năm 1969, Bác không làm việc ở nhà sàn gỗ nữa. Người xuống ở và làm việc tại ngôi nhà 67 này. Và thế là bắt đầu những ngày quy luật của cuộc đời đến với Bác ở nơi đây. Những ngày Bác yếu, tuy giữ bí mật rất cao về sức khỏe của Bác, nhưng xe cộ hàng ngày ra vào nhiều, đưa các đồng chí trung ương vào thăm Bác, đưa bác sĩ vào chữa bệnh cho Bác, đưa các phương tiện vào để chữa bệnh cho Bác, nên dần dự đoán rằng có thể Bác ốm. Vì thế có nhiều người đến cổng đỏ, cổng ra vào phủ chủ tịch, hàng ngày Bác vẫn thường đi lại cổng này, nêu tâm nguyện, nếu đúng Bác ốm, chúng tôi xin hiến trái tim của mình để thay tim cho Bác. Từ ngày 25 tháng 8 năm 1969, tình hình sức khỏe của Bác chuyển biến xấu. Bộ Chính trị đề nghị Bác không lên xuống nhà sàn nữa mà ở hẳn trong nhà 67 để chữa bệnh. Dù là trên giường bệnh, nhưng Bác vẫn làm việc. Ngày ngày đều đặn nghe báo cáo công việc từ cả hai miền đất nước, vẫn đọc sách báo, gửi điện mừng và trao tặng huân chương, huy hiệu, tặng hoa cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp chiến đấu và sản xuất. Ngày 28 tháng 8, nhịp tim của Bác bắt đầu có dấu hiệu loạn nhịp. Buổi chiều, Bác như thiếp đi. Ngày 30 tháng 8, bệnh của Bác càng nặng thêm, liên tục đau ngực, rồi Bác hôn mê. Tất cả đều bàng hoàng. Sau khi bác sĩ cấp cứu hồi lâu, Bác mới từ từ mở mắt, vẻ rất mệt mỏi. Nhìn Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Bác khẽ hỏi, chú chuẩn bị tổ chức quốc khánh năm nay ra sao rồi? Và nhắc nhờ bán pháo hoa cho dân vui. Thủ tướng vô cùng xúc động, báo cáo với Bác mọi việc đã chuẩn bị chu đáo. Bác lại hỏi, lũ sông Hồng đã rút chưa? Cần phải lo cứu dân nếu đề vỡ. Thủ tướng không dám giấu Bác, báo cáo là lũ vẫn chưa rút hết. Rồi Thủ tướng mạnh dạn thưa với Bác,
chính phủ muốn mời bác lên khu an toàn để bác được tĩnh dưỡng và để đề phòng lũ lụt. Bác lắng nghe rồi lắc đầu, thong thả nói chậm. Không, bác không muốn đi đâu cả. Bác không thể bỏ dân. Dân ở đâu, bác ở đó. Dù lụt lội hơn nữa, dù Mỹ có ném bom Hà Nội trở lại. Thủ tướng chỉ còn biết ứa nước mắt nhìn bác và thầm kêu lên. Bác ơi, đến cảnh ngộ này, bác vẫn chỉ nghĩ đến dân. Ngày 31 tháng 8, bác muốn ăn cháo. Các đồng chí phục vụ nấu một bát cháo ngon. Bác ăn hết, mọi người rất mừng. Cũng ngày này nghe tin một đơn vị tên lửa thuộc sư đoàn 361 bắn rơi máy bay Mỹ không người lái. Bác còn gửi tặng một lãng hoa. Lãng hoa cuối cùng mà quân và dân ta được nhận từ người. Ngày 1 tháng 9, sức khỏe bác lại có vẻ như khá hơn. Từ ngày 28 tháng 8 đến hôm nay, chưa bao giờ các đồng chí lãnh đạo và những người phục vụ lại vui và hy vọng về sức khỏe của bác như bây giờ. Khi Thủ tướng Phạm Văn Đồng tới thăm, bác nói: Ngày mai làm lễ quốc khánh cho bác, ra dự khoảng 15 phút để được gặp đồng bào. Bác ra ngồi trên sân khấu trước, sẽ quấn khăn che cổ, rồi hãy tiến hành khai mạc. Bác sẽ cố nói cho được bình thường mấy câu với đồng bào. Nhưng Thủ tướng báo cáo là đã làm meeting từ tối hôm trước vì bác đang mệt. Bác lặng im, vẻ không vui. Phải chăng bác hiểu? Vậy là sẽ không còn có dịp nào để được gặp đồng bào nữa. Nhưng tiếc thay, niềm vui ấy không trọn vẹn được một ngày. Cuối buổi chiều, bác lại rất mệt. Nhiều lúc gần như thiếp đi và lần đầu tiên mọi người thấy bác rên. Những tiếng rên như đứt từng khúc ruột. Tất cả bàng hoàng, lo lắng. Các bác sĩ tập trung cứu chữa. Điện tâm đồ bật lên, màn hình hiện ra toàn tín hiệu xấu. Sau khi uống thuốc, tiếng rên thưa dần, rồi bác tỉnh lại. Nhìn ra hai cây dừa ngoài cửa mà đồng bào miền Nam gửi ra biểu bác năm nào, bác muốn uống nước dừa. Tuy nhiên bác sĩ Nhữ Thế Bảo ghé vội lễ phép. Thưa bác, bệnh của bác không nên uống nước dừa, xin lấy thứ nước khác để bác dùng. Bác lắc nhẹ. Không sao đâu, bác muốn được uống một chút nước dừa miền Nam thôi mà. Rồi bác nói nhỏ. Bác quê ở Nam Đàn, nhưng mẹ mất ở Huế, cha mất ở Cao Lãnh. Chưa một lần bác được trở lại hai nơi đó. Mọi người lặng đi, cả cuộc đời bác dành trọn cho dân cho nước. Nay về già nhưng vẫn không hề nguôi ngoài hình ảnh của những người ruột thịt thân yêu nhất. Sáng ngày 2 tháng 9, bầu trời u ám, buồn bã như thấu lòng người. Các đồng chí trong Bộ Chính trị đều tới thăm bác đông đủ. Trong ngôi nhà 67, bác nằm trên chiếc giường nhỏ đơn sơ, thiếp đi. Các y bác sĩ trực sẵn sàng, im lặng nhưng chồng chất nỗi lo. Đột nhiên bác đưa tay ôm lấy ngực và chăn mình nghiêng sang một bên. Các bác sĩ vội nhào tới xoa bóp, máy điện tim mở gấp. Bác đã bắt đầu cơn đau dữ dội, những tín hiệu chỉ còn thoi thóp và toàn chạy ngang với những đường sáng nhấp nhô yếu ớt. Suốt mấy hôm dày đau tiễn đưa, đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa. Chiều nay con chạy về thăm bác, ướt lạnh vườn rau, mấy gốc dừa. Lý giải về việc tại sao không thông báo đúng ngày bác Hồ mất ngay từ đầu, mà phải đến hơn 20 năm sau mới chính thức công bố lại. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, nguyên viện trưởng Viện Lịch sử Đảng cho biết, theo tôi biết thì chính xác bác Hồ mất vào hồi 9 giờ 47 phút ngày 2 tháng 9 năm 1969. Thế nhưng lúc đó các đồng chí trong Bộ Chính trị, các học trò và đồng sự của bác đều quan niệm ngày 2 tháng 9 là ngày quốc khánh, là ngày vui của dân tộc, của đất nước, nên đã quyết định không công bố ngày bác mất trùng vào ngày vui này. Thế nhưng sau này khi nhìn nhận lại thì thấy rằng lịch sử thì nhất định phải trung thực, nên Bộ Chính trị và Trung ương đã công bố lại ngày bác mất là ngày 2 tháng 9. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc cho biết thêm. Về công việc công bố thông tin Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc nhớ lại. Đối với thông tin Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời thì không thể công bố ngay mà phải công bố từ từ để nhân dân cả nước không cảm thấy quá đột ngột. Bác Hồ mất ngày 2 tháng 9, nhưng đến ngày 3 tháng 9 mới chỉ có thông báo về sức khỏe của bác. Tôi nhớ khi ấy chưa có truyền hình, chỉ có báo Nhân dân và kênh thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam đang thông báo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Mặt trận về tình hình sức khỏe của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong đó chỉ thông báo một câu rất ngắn gọn với nội dung: trong thời gian gần đây, sức khỏe của Hồ Chủ tịch không được tốt. Hiện nay Đảng và Nhà nước cùng các thầy thuốc đang tập trung chăm sóc sức khỏe cho người. Nguyên viện trưởng Viện Lịch sử Đảng nhớ lại, chia sẻ cảm xúc của mình lúc đó nhận thông tin đau buồn khi bác mất, ông Nguyễn Trọng Phúc bùi ngùi. Lúc đó anh em chúng tôi chưa biết tin bác mất, chỉ nghe thông tin báo tình hình sức khỏe mà đã cảm thấy lo lắng vô cùng.
vì nghĩ bụng rằng sức khỏe của bác nguy kịch lắm rồi nên mới có thông báo như vậy. Bác Hồ đối với chúng tôi và nhân dân cả nước khi ấy thiêng liêng lắm. Thông tin bác qua đời khiến tất cả đau đớn khôn nguôi. Và cho đến sáng ngày 4 tháng 9 năm ấy mới chính thức có thông cáo đặc biệt về việc Chủ tịch Hồ Chí Minh đã qua đời. Lúc nhận tin, tôi và các đồng chí khác cứ ôm mặt khóc. Dù chưa tổ chức lễ tang, nhưng nhân dân cả nước cũng đều khóc trước nỗi đau mất đi người cha già của dân tộc. Những hình ảnh đau thương của ngày ấy có lẽ đã khắc họa đúng nhất trong những câu thơ của nhà thơ Tố Hữu, bài thơ Bác ơi. Ôi, bác Hồ ơi, những xế chiều, nghìn thu nhớ bác biết bao nhiêu. Ra đi bác dặn còn non nước, nghĩa nặng lòng không dám khóc nhiều. Có lẽ thiên nhiên và lòng người khi ấy đều hòa là một. Những ngày đầu tháng 9 năm ấy luôn u ám. Kể từ hôm thông báo ngày bác mất đến hôm đi viếng bác ở quảng trường Ba Đình, trời cứ mưa tầm tã suốt. Nhưng đến đúng ngày 9 tháng 9 năm 1969 là ngày truy điệu bác ở quảng trường Ba Đình thì trời lại nắng. Đó là những thời khắc vô cùng thiêng liêng mà không ai có thể quên. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc xúc động kể lại. Ông cho biết để nhớ mãi về ngày ấy, ông vẫn còn giữ tấm băng tang đeo trong đám tang bác Hồ mất từ hồi ấy đến giờ và mới đây mới trao lại cho Bảo tàng Hồ Chí Minh. Nhớ lại hình ảnh xúc động nhất khi ấy, Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng rưng rưng nước mắt kể. Có lẽ tôi không bao giờ quên thời khắc khi đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đảng đọc điếu văn trong lễ tang của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi đồng chí Lê Duẩn vừa cất lời, Hồ Chủ tịch kính yêu của chúng ta không còn nữa. Thế là tất cả đều khóc. Không riêng gì người dân ở quảng trường Ba Đình khóc, mà tất cả những người theo dõi qua sóng phát thanh đều òa khóc. Khi kết thúc bài điếu văn đó, các vị lãnh đạo từ lễ đài đi xuống chỗ các cháu thiếu nhi đứng ở hàng trên của quảng trường Ba Đình trong lễ truy điệu bác, thì thấy các cháu thiếu nhi lúc đó cứ ôm mặt khóc. Các cháu ngồi sụp xuống khóc. Có cháu ôm lấy bác Võ Nguyên Giáp và Phạm Văn Đồng và nói một câu đầy đau xót. Bác ơi, thế là từ nay chúng cháu không được gặp bác Hồ nữa rồi. Vinh dự của thiếu nhi Hà Nội và nhiều người Hà Nội khi ấy là được gặp bác Hồ. Tình cảm mà họ dành cho bác cũng vô cùng thiêng liêng, nên việc bác ra đi là một nỗi mất mát vô cùng to lớn. Và thời lượng dành cho video ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn anh em đã ở lại theo dõi đến phút cuối cùng. Và nếu yêu thích video của chúng tôi, anh em đừng quên ấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhiệt tình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. We'll be right back.